Chiếc tàu cái bên đây chuẩn bị rời cảng. Tàu cái nha, biển số quá VIP luôn. Quá đẹp, biển số. Rồi rời cảng nha. Sáu mét mấy bạn ngang. Cẩu ba chân. Ô lửa xài inox 304. Bến Tre 99344 TS. Ghe tên là Hồng Phúc. Ở đây là xài xa đơn không à. Ở đây đa số là lết ha, bày ít luôn. Rồi vô ăn Tết rồi đó. Bến của ảnh nằm ở đây nè. Đó, chiếc đực của ảnh đây nè. Tàu đực của ảnh đây. Giá cào của Bến Tre nhìn thấy nó hì hợm quá. Ngầu. Hai cái đường vân phía trước á là ở dưới lường á, giúp nhìn ghe nó mạnh mẽ ngầu. Tàu đực thì 5 mét mấy bề ngang, cái thì 6 mét mấy. Chuẩn bị quăng dây à, quăng. Quăng. Wow. Trời, thấy chưa? Vụ quăng dây này phải kỹ mới được. Cái kế hả quăng. Đó, quăng lại nữa nè. Đó, ok đó. Năm nay mình nghe nói là ở Bình Đại này trúng mực dữ lắm. Rồi từ đây tới đó cũng xa lắm nha. Hai máy đèn. Bộ lửa chơi nóc. Rồi qua đến đây thôi nghe quý vị. Nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.